往事根本无对错，为何要我来回解释这么多？逃避一些影像如没发生过，让我暗黑中离了座，你没身份来伴我，全忘对错，全凭偏执惹的祸。谁在主宰黑白？谁人罪恶更多？前像我悲欢因果，究竟为何？Một người có thể làm cô khóc nức nở mới có thể khiến cô tươi cười. Đợi sau này cô yêu đương thì cô sẽ hiểu. Rồi sao nữa? Kế đó thế nào? Kế đó tôi đã qua Mỹ du học. Còn Vanessa hình như qua Canada thì phải. Có điều cô đi bao lâu rồi thì tôi không rõ. Cô ta từng rời khỏi Hồng Kông, tức là nhằm vào khoảng thời gian em đi Mỹ. Thật ra đoạn ghi âm của em, anh có nghe qua rồi. Lần cuối cùng tôi gặp Vanessa, có lẽ là rơi vào lúc ba tôi nhập viện. Tôi bay về Hồng Kông để gặp ba tôi. Thường Tiếu, Vanessa, tôi không mang chìa khóa nên không vào nhà được. Tại sao có những người đã kết hôn cũng không thể ở bên nhau trọn đời vậy? Rõ ràng là họ đã chọn đối phương rồi nên mới vui vẻ kết hôn với nhau mà. Tại sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Trước đó tôi đã từng kết hôn với một người đàn ông không hề khiến tôi phải khóc. Tôi và anh ta đã cùng nhau qua Canada bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cứ tưởng sống bình yên qua hàng ngày thì sẽ dễ sống hơn sống vì đam mê. Nhưng thì ra không phải. Sống trên cái thế giới này, cho dù cô có nỗ lực cách mấy, cũng chưa chắc sẽ có thể nắm được bàn tay người kia đi tới cuối đời. Vậy là thiếu gì chứ? Chắc là thiếu duyên phận. Theo như em nói thì Vanessa ở Hồng Kông không có lịch sử kết hôn và sinh con. Vậy tức là trong khoảng thời gian cô ta ở Canada đã kết hôn, đã sinh con và cũng đã ly hôn. Chắc vậy. Vậy em có biết người đàn ông bình yên đó mang họ gì hay không? Cái họ rất là khó nhớ. Họ Tiễn. Vậy tức là Tiễn Tiểu Bảo là đứa con của cô ta và người chồng cũ. Một người bạn trai hiện tại cộng thêm một đứa con của người chồng cũ thì chẳng khác gì với mấy vụ cha dượng bạo hành con cái. Nếu như xử lý không tốt sẽ phiền phức lắm đó. Lần trước tôi có gặp lại Vanessa thì mới biết cô ta đã quay về bên người đàn ông có thể khiến cô ta khóc nức nở. Chắc không thành vấn đề đâu. Dù gì tôi cũng là má của Tiểu Bảo, mấy tháng này cứ yên tâm giao nó cho tôi. Cứ giữ liên lạc với nhau. Em hứa với chồng cũ sẽ chăm sóc Tiểu Bảo hả? Đúng vậy. Em với Quốc Cường ly dị rồi mà, dây dưa làm gì nữa? Anh đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ. Má của anh bị bệnh, anh phải bay về Canada chăm sóc cho má ảnh, nhưng lại không yên tâm giao Tiểu Bảo cho người khác chăm sóc. Thực cho nên là cái cớ thôi. Má anh bệnh thì sao chứ, liên quan gì em? Hai người ly dị rồi kìa mà. Anh đừng vô cớ gây chuyện như vậy có được không? Anh thích cũng được, không thích cũng chẳng sao. Quá khứ hôn nhân giữa em và Tiễn Quốc Cường anh cũng phải chấp nhận thôi. Anh biết bộ dạng bần cùng của anh hiện giờ làm cho em có thương anh. Biết trước như vậy, lúc chồng của anh bị thương, anh không nên chấp nhận sự bố thí từ em đâu. Anh cảm thấy em chăm sóc anh là vì tội nghiệp anh hay sao? Từ ngày chân anh bị thương tới nay, em giờ phải rất cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của anh và phải chịu đựng lời nói dối của anh. Anh nói dối hồi nào chứ? Anh suốt ngày nói làm việc phải ra ngoài chụp hình, đi đâu không biết. Em đã cố gắng giả bộ như không biết. Thật ra anh không phải ra ngoài làm việc. Anh nói anh phải ra ngoài chụp hình nhưng anh lại không mang theo máy chụp hình ra ngoài. Chuyện của em và Tiễn Quốc Cường đã là quá khứ rồi, cũng giống như chân của anh bị thương vậy. Đây đều là sự thật không thể thay đổi được. Bản thân anh phải chấp nhận sự thật này.
Thần Tiếu. Chào, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, có về Hồng Kông lâu chưa? Tôi mới về không bao lâu. Tôi cảm thấy Hồng Kông vẫn thích hợp với tôi hơn, nên tôi đã dọn về đây. Tối nay cô có sẵn không? Chúng ta cùng ăn cơm tán dóc nha. Được chứ, nhưng cô không cần lo cho bạn trai cô sao? Tôi nghĩ chắc phải qua mấy ngày nữa thì Vincent mới chịu nói chuyện với tôi. Vì vậy tối nay chúng ta có thể nói chuyện riêng. Wow, EQ của Vanessa cũng cao siêu dữ lắm. Tôi cũng rất thán phục cô ta. Cô ta dường như nhìn mọi thứ một cách rất thấu đáo. Cho dù có gặp phải bất cứ chuyện gì cũng biết cách xử lý. Có phải lúc đó em cũng muốn bản thân giống như cô ta, chuyện gì cũng có thể xử lý được? Quay lại vụ án của anh đi. Hey, tên Vincent đó đúng là ngu thiệt. Anh ta đã bỏ lỡ một lần rồi, không dễ gì được gặp lại. Vanessa cũng chịu chấp nhận anh ta, không ngờ anh ta lại lợi dụng đứa con của Vanessa để ép cổ quay về. Anh ta làm vậy sẽ khiến quan hệ giữa họ càng ngày càng căng thẳng. Nhưng anh nói không chắc chắn lời của anh ta nói là thật hay giả mà. Bây giờ anh chỉ mong là anh ta nói là giả dối. Nè, em có từng thấy đứa trẻ đó hay chưa? Là con trai hay gái gì? Chúng ta ngoại trừ biết biệt danh của ông ta là ông Nhiếp, cộng thêm các mối làm ăn qua lại giữa ông ta và Liên bang Central Navistra, thì những thông tin khác đều không có. Ngay cả mặt mũi ông ta ra sao cũng không biết. Ê, nghe lời má, đừng bước qua đây, coi chừng đặt trúng miệng chai đó. Tôi cũng không thấy rõ cho lắm. Lúc Vanessa xưng cô ta là má thì tôi còn tưởng là tôi nghe lầm nữa chứ. Vậy tức là trước giờ em chưa từng thấy mặt mũi của đứa nhỏ. Ừ. Có điều tối hôm đó Vanessa và Vincent đã cãi nhau rất dữ dội. Vanessa còn bị Vincent la mắng, nói cô ta và cấp trên đi công tác, còn bắt ảnh chăm đứa bé. Kế đó anh ta còn nói thêm câu quen một người không đủ mà còn quen thêm cấp trên, bị đàn ông bao dây nhiều vậy, giỏi lắm. Anh thực sự không thể hiểu Vanessa đang nghĩ cái gì. Vincent là người nóng tính mà cô ta cũng dám giao đứa trẻ cho anh ta chăm. Đúng là càng nghĩ càng thấy lo mà. Rốt cuộc anh ta đã giấu đứa nhỏ ở đâu chứ? Chào. Là anh hả? Có chuyện gì nữa? Tôi hỏi Tần, tôi muốn nói chuyện với anh vài câu. Ở sở cảnh sát tôi nói hết rồi, vẫn chưa tìm được cổ, có gì để nói? Nè, hay anh cho tôi vào nhà nói vài câu với anh đã, để tôi tìm hiểu nhiều hơn. Nếu không chừng sẽ mau chóng tìm được bạn gái của anh thì sao? Một mình anh sống trong căn nhà bự như vậy, anh thì sướng rồi. Có gì ngồi xuống nói đi. Căn nhà bự như vậy không làm phòng trẻ em hay sao? Nhà của tôi không có phòng trẻ em. Vậy Tiễn Tiểu Bảo ngủ ở đâu? Những lần qua đây nó không chịu ngủ ở phòng của nó, cứ đồ qua phòng chúng tôi ngủ. Tôi đâu có thích nó đâu. Đa phần nó đều ở chỗ của cổ. Căn nhà do ba má cổ để lại cho cổ, cổ thích ở bên kia hơn, nên tôi cũng dọn đi theo cổ. Tôi dễ tính lắm, ngủ ở đâu cũng được. Anh cũng chiều chuộng bạn gái của anh lắm. Vậy mà cổ lại chửi tôi đó. Làm người dễ dãi, ăn không ngồi rồi. Sao cổ không nghĩ lại? Lúc trước cũng do cổ nói, cổ thích tôi ung dung dễ dãi mà. Nên giờ anh cảm thấy cô ta đã thay lòng đổi dạ hay sao? Tôi không biết cho cổ thay lòng đổi dạ hay là đã bất lòng tin đối với tôi. Bộ anh từng làm chuyện có lỗi với cô ta hả? Khi mà tôi còn trẻ, lấy được nhiều giải thưởng lắm. Tôi thấy cuộc đời còn nhiều thứ để mà lựa chọn. Tôi muốn ra ngoài coi thử rốt cuộc thế giới lớn cỡ nào, nên tôi đã bỏ rơi cổ mà đi. Thậm chí chưa từng nghĩ kêu cổ phải đợi tôi. Sau đó chúng tôi đều tìm được người bạn đời riêng. Cổ thì gả cho một người họ Tiễn, là giáo sư đại học. Cô nghĩ tìm được một người chồng tốt, chân thật và chất phác rồi. Tần Vĩnh Hy, không phải anh đã hứa với em là không đánh nhau nữa hay sao? Tôi cũng hiểu. Phụ nữ dù sao cũng muốn có cảm giác an toàn. Nghĩ thì dễ, nhưng mà cuộc sống rất nhàm chán. Sau cùng cũng ly dị thôi.
Nghĩ lại tôi cũng không có tư cách nói cổ. Tôi quen ai cũng đâu có lâu dài. Hơn nữa về mặt công việc, cổ không thuận lợi như những gì tôi nghĩ. Có lần tôi từ trên cao chụp hình bị té xuống đất, bây giờ đi nhanh vài bước cũng bị gặp kiện cả nhát luôn. Anh không nói tôi cũng đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà tôi ngại đó. Nếu bạn gái của anh thấy, không ngại là được rồi. Cổ vừa nghe tôi gặp chuyện đã lập tức chạy tới bệnh viện thăm tôi. Nhưng tại sao tôi lại để cổ nhìn thấy bộ dạng tồi tệ nhất của tôi chứ? Cổ đã rất cố gắng để khích lệ tôi, nhưng mà cái tôi không muốn nhất chính là cổ không ngừng khích lệ tôi. Trong đáy lòng của anh có chuyện gì là anh nghiêm túc đối đãi hay không vậy? Nếu có thì bây giờ anh đâu có ngồi ở đây đâu. Một người không biết yêu thương bản thân, thực chất không thể nào biết cách yêu thương người khác. Vậy thì phải coi anh suy nghĩ như thế nào mà thôi. Dạ, tôi cũng từng thử bị thất bại tới tột cùng rồi. Bị một người phụ nữ chửi tôi xấu hổ cúi đầu, nhưng tôi lại thấy lần đó cô đã chửi tôi thất tình. Nếu không phải lần đó cô chửi tôi, có lẽ bây giờ tôi vẫn là một thằng vô dụng đó. Vậy cô gái đó hiện giờ có ở bên cạnh anh không? Thì đó, người ta vừa giỏi, vừa đẹp, lại tốt bụng nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông vây quanh cổ. Đi đâu vậy? Tôi muốn đi toilet nữa mà. Toilet đi thẳng bên phải. Bên phải? Anh vô đây làm gì chứ? Không, hồi nãy nghe nói lúc trước anh từng lấy rất nhiều giải thưởng. Tôi không tin cho nên vào đây coi thử thôi. Giờ tôi tin rồi, hình anh chụp rất đẹp, tràn đầy cảm xúc đó. Anh nghĩ tôi là thằng khờ thiệt hả? Anh tưởng tôi đem Tiểu Bảo giấu ở đây hay sao? Đồ điên. Sao tôi phải dẫn nó về đây chứ? Sếp à, khi không tới đây tìm tôi nói chuyện, ai mà không biết sếp muốn cái gì chứ? Thật ra tôi có thể không mở cửa cho anh vô. Có điều thấy anh muốn coi tới như vậy nên cho anh vô coi cho đã luôn. Anh nói đó, nếu anh lo lắng cho Tiểu Bảo thì anh nên nghiêm túc giúp tôi tìm Vanessa về đây còn hay hơn đó. Bạn gái anh có nói cô ta sẽ đi đâu hay ở khách sạn nào hay không hả? Nếu tôi sớm biết chuyện này đã lập tức tới tìm cổ, chứ không cần phải đứng ở đây đâu. Sao anh không gọi điện cho cấp trên của cô ta thử? Anh đừng nhắc tới đê tiện đó. Cấp trên của bạn gái anh là tên đê tiện hả? Tên đê tiện đó suốt ngày gọi điện cho cổ vào buổi tối. Nếu không thì tìm cớ bắt cổ tăng ca, giả bộ hẹn cổ ăn cơm rồi đưa về nhà. Muốn cái gì chứ? Hắn biết cổ đã có tôi rồi. Lần này còn cố tình cùng cổ đi công tác nữa. Không lẽ bạn gái của anh không biết hả? Hai người đi công tác chắc chắn sẽ nảy sinh ý xấu. Thì đó, có phải phụ nữ trên toàn thế giới này đều nghe thơ tới vậy không? Tên đê tiện đó rõ ràng có ý với cổ, nhưng tôi nói hoài cũng không chịu tin. Còn nói tôi nhỏ mọn, nói tôi đa nghi nữa. Tên đê tiện đó suốt ngày ở trước mặt cổ nói xấu tôi. Họ ngày nào cũng gặp nhau, cổ đã bị hắn tẩy sạch não rồi. Dạ, theo tôi thấy thì việc anh đem giấu đứa con của cô ta và người chồng cũ thực chất không thể giải quyết vấn đề trước mắt của hai người. Hay là vậy đi, anh để tôi nhìn mặt đứa trẻ cái đã. Kế đó tôi sẽ giúp anh nghĩ cách tốt hơn để giải quyết chuyện này, được không? Anh phiền thiệt đó. Tóm lại Tiểu Bảo bây giờ có nước uống, có đồ ăn, rất là an toàn. Nếu nhìn bắt cóc con của người khác là nặng tội lắm đó. Vậy anh bắt tôi đi. Nếu không á thì mau đi tìm cổ về cho tôi. Bữa trưa tôi đi với cổ xuống đó cũng vui lắm. Có ai có khăn giấy không? Được rồi, đi mau. Nhanh lắm, anh xuống trước đi. Mau lên nha.
Điện thoại không đóng tiền hả? Gọi cho anh quá trời luôn. Hết pin rồi, sorry. Làm tôi cố tình qua đây để báo tin cho anh đó. Anh tìm được đứa nhỏ rồi hả? Tôi đã gọi điện thoại hết cho các nhà giữ trẻ ở toàn Hồng Kông rồi, nhưng mà bên trong không có học sinh nào có tên là Tiễn Tiểu Bảo hết. Không phải chứ. Còn anh, đã tìm được người phụ nữ đó chưa? Tôi đã qua công ty của Vanessa rồi, nhưng mà quầy tiếp tân nói cái gì cũng không chịu nói. Cô ta chỉ nói là sếp cô ta đã đi công tác thôi. Tôi năn nỉ lâu lắm rồi cô ta mới chịu gọi cho sếp, nhưng đã gọi rất nhiều lần anh ta cũng không bắt máy. Cô ta nói chắc do tín hiệu bên đó kém. Vậy thì khó trách lắm. Mọi chuyện chỉ do người đàn ông đó nói thôi. Có Tiễn Tiểu Bảo này hay không cũng không biết nữa. Nè, nghiêm túc mà nói, ở vào trường hợp này người ta mặc kệ anh cũng là chuyện bình thường thôi mà. Anh đừng như vậy, chắc có lẽ không sao đâu. Tôi cũng muốn chứ, nhưng mà trong lòng tôi vẫn không thể an tâm được. Xin lỗi nha. Alo. Điện thoại của anh đã xuống bồn cầu rồi hả? Đến giờ tan ca rồi. Thay đồ xong để ở đầu đường đối diện. Alo, nè. Có thể sẽ có tin vui. Sao rồi? Cả mấy ra? Tìm thấy trong thùng rác ở cầu thang sau nhà Vincent đó. Em cố tình đi tìm hả? Dù gì Vanessa cũng là hàng xóm của tôi. Tôi cũng không muốn con cô ấy có chuyện gì không hay, làm rõ chuyện thôi. Anh đã qua nhà của Vincent nhưng không thấy đứa bé đâu. Anh nghi ngờ hắn đã giấu em bé ở một chỗ khác. Hắn mua máy quay này chính là để từ xa có thể quan sát đứa bé. Nhưng mà Thiên Ân điều tra giùm cho anh, ngoài căn nhà mà hắn ta đang ở không còn bất động sản nào khác, cũng không có cho thuê căn nào khác. Loại này có thể dùng app để điều khiển đó. Nghĩa là chỉ cần mình tìm được điện thoại của Vincent thì chắc chắn sẽ tìm được manh mối. Đi tìm hắn đi. Nè, không có lệnh khám xét, em nghĩ hắn sẽ dễ dàng đưa chiếc điện thoại ra cho anh coi hay sao? Anh thì tất nhiên là không rồi. Chắc sẽ cho tôi. Nè, em tự mình canh chừng xem có ai khác nhìn lén em hay không. Chiều này của em có được không đó? Không biết, làm điều thôi. Chà, có cần phải liệu tới vậy hay không? Làm gì chứ, đâu phải chưa thấy qua. Có nhớ lát nữa phải làm gì không? Ê! Nhớ rồi. Cô tìm ai vậy? Dĩ nhiên là tìm anh. Tôi ở phòng A, tôi vừa mới tắm xong định là đi vứt rác. Ai ngờ cái cửa bùng một cái đâu mất tiêu rồi. Vậy thì sao? Chìa khóa và điện thoại đều ở trong nhà. Muốn hỏi anh có thể cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi cho bạn tôi được không? Cảm ơn. Ai vậy? Ông Văn à, tôi là cảnh sát giao thông lần trước đi. Tôi hỏi tận nè, có nhớ tôi không? Là chuyện gì nữa sếp? Anh đừng có làm phiền tôi có được không? Những gì không nên nói tôi cũng đã nói luôn với anh rồi. Đồng nghiệp của tôi định là chính thức lên án kiện cáo anh. Lớn chuyện lắm đó. Đang quản lại giùm cho anh thôi. Hay là anh hãy hợp tác với tôi đi. Đủ bằng chứng thì kiện tôi đi. Tôi không có sợ đâu. Tóm lại tôi sẽ không cho anh biết đứa bé đang ở đâu. Anh bỏ ý định đi. Cô à, không phải cô nói gọi điện thoại sao? Suy đi nghĩ lại, tôi sợ là bạn trai tôi chửi tôi ngu. Có nên gọi điện thoại cho ông mở khóa trước hay không đây ta? Cô vừa tắm xong, sao cái đầu không ướt vậy? Tôi đâu có gọi đầu đâu. Cũng không ngu lắm. Sao rồi, có tìm được không? Điện thoại của hắn quả là gắn cái app điều khiển. Tôi chụp lại rồi.
Đây là đâu vậy? Có nhận ra chỗ này không? Không nhận ra. Đây là công ty gì vậy? 4630. Tôi về rồi. Ăn trai trẻ, áo ngực liên ký của chúng tôi bán khắp nơi rồi, cần gì đi quảng cáo nữa. Áo ngực? Áo ngực của phụ nữ, anh muốn mua cho vợ anh phải không? Xin lỗi nha, gọi nhầm. Bye bye. Khi không đi mua áo ngực, đi biến thái hả? Tôi đang tìm thằng nhóc đó. Hiện giờ trên tay của tôi chỉ còn đưa số điện thoại là 4630. Những cái đằng trước thì phải thử từng số một. Cậu khó hiểu quá đi. Đứa bé đó đâu phải con của cậu đâu. Vụ án này đâu phải cậu phụ trách đâu. Cậu làm nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Bộ rảnh lắm hả? Thằng nhóc đó chỉ mới có 5 tuổi thôi. Ai sẽ không hiểu nổi một đứa bé ở nhà một mình sẽ sợ hãi như thế nào đâu. Nếu vậy đúng là tôi không biết thiệt nha. Tôi học tới đại học vẫn có người hầu đi theo phục vụ tôi. Biết là anh hạnh phúc rồi. Cứ sát muối lên vết thương của tôi hoài. Anh thừa biết lúc nhỏ tôi khổ cỡ nào mà. Má lại mất sớm nữa. Ba thì lo làm chứ còn lại có anh trai thôi. Lại còn là xã hội điên. Đa số thời gian đều là ở nhà một mình thôi đó. Phải rồi. Ơi, sorry nha, tôi lỡ lời thôi. Ơi, chuyện đã qua rồi. Đừng có nhắc giùm đi ha. Tôi còn nhớ có một năm. Không nhớ là 6 tuổi hay 7 tuổi gì đó. Tôi ngồi chơi màn cửa sổ. Đang chơi thì bị sợi dây quấn vào cổ. Còn thắt chặt lại luôn. Lúc đó tôi sợ cho nên không ngừng kéo. Không ngờ càng kéo thì lại càng quấn chặt. Xém chút không thể thở được. May là anh tôi vừa về nhà cho nên cứu được tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác không thể thở được đó. Cậu nói hơn 100 lần rồi đó. Làm ơn đi đừng có nhớ tới nữa. Nếu không, ai kêu của cậu chỉ dừng lại ở 6-7 tuổi thôi. Tôi nói thật đó. Đi ra. Không phiền cậu. Cố lên nghe. Nhưng mà tôi rất muốn hỏi cậu nha. Rốt cuộc mấy con số này cậu lấy từ đâu và có tác dụng gì vậy? Tấm hình này nè, tôi chụp từ điện thoại của Văn Trác Sinh. Tôi nghi ngờ hắn đã giấu đứa bé ở chỗ này. Nên cậu muốn tìm người dán tờ rơi này thì sẽ biết được chỗ này là ở đâu chứ gì? Tôi biết chỉ một chữ ký và 4630 là hơi khó tìm. Nhưng mà khó tìm thì cũng phải tìm chứ. Thông thường là những cửa hàng gì sẽ mang những tờ rơi này dán lên hòm điện, két nước và cột điện hả? 5 4 3 2 Trời, mau nói đi mà. Những cửa hàng thường dán tờ rơi này chính là sửa máy lạnh, đi thông cống nè, những người làm chìa khóa nè, không là bệnh viện tâm thần, chạy đi dán tờ rơi quảng cáo sao? Phải ha, vậy thì thu nhỏ phạm vi lại rồi. Cảm ơn suông thôi. Alo Tiểu hả? Chắc cũng gần tìm ra rồi. Là Cần Ký. Bây giờ anh có rảnh ra đây không? Rảnh. Vậy ở dưới nhà ông ngoại tôi đợi nha. Sao rồi? Không phải chúng ta đi hỏi Cần Ký sao? Cầm đi. Thì ra là ở đây sao? Lúc tôi nhìn thấy hình này đã thấy rất là quen thuộc rồi. Thì ra là ở dưới nhà ông ngoại. Ở góc độ này chắc sẽ là... Chụp từ góc độ bên kia. Tuy rằng là vậy, nhưng mà mình phải xác nhận đứa bé ở bên trong mới được chứ. Nếu không cũng rất khó mà xin được lệnh khám xét đó. Cho nên mới gọi anh qua đây. Đó, có thấy chưa? Thấy. Hành lang không có khóa chặt cửa đâu. Tôi nghĩ là họ có một thói quen cửa không đóng chốt. Vậy giờ sao đi? Đừng nói là leo qua bên đó nha. Nè. Bây giờ khuya như vậy rồi, lại trời mưa nữa, nguy hiểm lắm đó. Hay là vậy đi, sáng sớm ngày mai tôi gọi cho sư huynh nói một tiếng với họ nữa, cho chắc đó mà. Có thể tôi đã tìm được Tiểu Bảo giấu ở đâu rồi. Xong chưa sếp? Có thể nâng cao năng suất làm gì được không? Anh à,
Chúng tôi làm việc là phải đi theo trình tự. Trác Văn Sinh, anh ta tội gì? Anh ta quẹt chày xe người ta ở bãi đậu xe, bị bảo vệ bắt ngay tại chỗ, cho nên mới bắt anh ta về. Chủ xe là Thang Minh Triết, anh có hận thù gì với anh ta vậy? Tôi không có gì để nói. Là cấp trên của bạn gái anh ta. Hiểu rồi. Cẩn thận đó. Sao rồi, có tìm được không? Không phải chứ. Wow. Tôi có chối công nhận, có bằng chứng thì kiện tôi đi, đừng tốn thời gian của tôi có được không? Anh Văn, hiện giờ chúng tôi không phải muốn làm tốn thời gian của anh. Đồng nghiệp chúng tôi cần có thời gian để xử lý tài liệu. Lát nữa anh ký tên rồi về được rồi. Anh xem có vấn đề gì không? Không thì ký tên phía dưới. Còn nữa, chúng tôi đã tìm được chủ xe rồi. Đã tìm được rồi sao? Phải, một tiếng trước anh ta đã xuống máy bay. Chúng tôi đã gọi tới đây. Vincent, tôi nghĩ đây chính là Tiễn Tiểu Bảo. Tiễn Tiểu Bảo. Sếp à, đường Trác Linh có vụ án trộm cướp. Được rồi, anh theo dõi đi. Em về xuống máy bay đã tới đây hả? Em không muốn anh ngồi tù. Em thấy anh rất là manh động. Làm như vậy ngốc lắm. Là anh sai. Nhưng thật sự mấy ngày nay anh cảm thấy rất buồn. Anh gọi cho em hoài mà không biết khi nào em mới về nữa. Anh sợ em chia tay với anh đó. Cho dù anh thấy không vui cỡ nào, anh cũng không nên mất hết lý trí và làm bậy như vậy. Anh cào xước xe của Thomas là mang tội hủy hoại tài sản, anh biết không hả? Nói tới nói lui thì em chỉ quan tâm tới tình khốn đó thôi. Em nói với nó đi, anh có tiền đợi cho nó đó. Tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu. Vanessa. Xin lỗi nha Thomas, tôi nóng vội nên tự mình lên đây trước. Cô lo lắng cho bạn trai, tôi hiểu mà. Chuyện nhỏ thôi, xe bị xước thì đem đi sửa. Tình khốn còn bày đặt ra dễ nữa. Anh tưởng tôi không dám đánh anh hả? Bình tĩnh đi. Đủ rồi, đừng mất mặt như vậy nữa được không? Em còn bênh vực cho hắn nữa, em tránh ra đi. Anh đừng ăn nói với cô ấy như vậy, có gì bình tĩnh mà nói. Bình tĩnh, chuyện của tôi với cổ, khi nào tôi lựa anh lên tiếng chứ? Ở đó là vẻ người tốt, lại cướp bộ người khác. Anh làm rõ sự việc trước nha, có người gì muốn ép Vanessa quay về, cả con chó cũng lợi dụng. Đúng là anh lợi dụng Tiểu Bảo, nhưng nó sống tốt lắm mà, nó giờ ở trong nhà của anh. Anh còn mua máy thức ăn tự động nữa, đảm bảo một ngày ba cửa, nó ăn đúng giờ luôn đó. Điều duy nhất anh cảm thấy không ổn là anh quá nhớ em. Anh cứ nói như bản thân không hề làm sai, cho dù anh không ngược đãi chú chó. Vậy còn việc làm xước xe của tôi, anh dám nói không phải cố ý không? Thomas. Vanessa, loại người như vậy không hề xứng với cô, chúng ta đi. Vanessa, em nghe nói đi. Tránh ra đi. Vincent, sao rồi, sao rồi, anh có sao không vậy? Cho anh thêm một cơ hội đi, có được không? Em không biết. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo.
cuối cùng gia đình cũng được đoàn tụ rồi. Sếp Thuận là Tần nha. Không ngờ cuối cùng tôi cũng tìm được nó rồi. Vanessa, loại người này không đáng cho cô lưu luyến. Chó hư, dám cắn tôi. Trước giờ Tiểu Bảo không hâm he ai, anh đã làm gì nó nên nó mới như vậy. Chân phải của Tiểu Bảo có vết thương, tôi luôn thắc mắc lý do nó bị thương, thì ra là anh. Hình như Tiểu Bảo cũng nói là do anh làm đó. Tôi có việc phải đi trước. Tiểu Bảo, chúng ta cùng nhau đưa nó đi bác sĩ có được không? Được, ba chúng ta cùng đi. Tổng bộ tổng khu Đông Cửu Long. Có tin hả? Madam, không phải cứ gọi tới là nói công việc thôi đâu. Đã tan ca rồi mà. Sao con biết là cô đã tan ca? Áo khoác đẹp quá ta. Dĩ nhiên rồi, con không uổng phí 18.000 đô của cô đâu. 18.000? 21.800 đó. Hả? Ông chủ không giảm giá cho cô hả? Sao cũng được, con thích lắm đó cô Út. Cảm ơn nha. Có hẹn rồi hả? Sao cô biết vậy? Vanessa đối diện nhà đó. Cô ấy mời con đi ăn cơm nè. Ok nha, không làm phiền con. Đi chơi vui vẻ. Vanessa, xe của cô bị trục trặc hả? Sao dừng ở đây vậy? Tôi bị mù đường mà. Mới lái có vài vòng đã lạc đường mất rồi. May mà gặp được hai người đó. Cô đừng có lo, con đường này tôi rất rành, cứ đi theo tôi. Hay quá, Vincent cũng vậy nữa. Mời ăn cơm mà chọn nhà hàng khó tìm như vậy. Wow, có lẽ muốn tạo bất ngờ cho cô đó. Đi thôi. Đi thôi. Vào đi. Chào mừng quý khách. Mọi người là khách đầu tiên của quán này. Đây là quán cà phê của anh hả? Ba người thông đồng với nhau. Tôi cũng chỉ biết vào giờ chót mà thôi. Bắt đầu từ lúc nào vậy? Sau khi chân của anh bị thương, anh luôn có suy nghĩ nếu sau này không còn được cầm máy anh tác nghiệp thì sẽ làm cái gì. Thì ra ngoài trừ khả năng pha chế cà phê thì anh chẳng biết làm cái gì hết. Chờ một chút đi, phụng dụ cho má của con trước. Thử đi. Thơm quá à. Anh thêm chè hoa vàng hả? Món này á là món chính của tiệm đó. Đây là Vanessa. Bởi vì anh không đủ tiền nên mọi chuyện sửa sang ở đây trên cơ bản đa số do chính ta anh tự làm. Dĩ nhiên rồi, những gì chuyên nghiệp cũng phải trả tiền người ta mới làm chứ. Cho nên trong một năm nay, ngày nào anh cũng ra khỏi nhà sớm, đến đêm mới về. Chắc em lại nghĩ, không biết anh là trốn ở đâu để chơi rồi. Em xin lỗi. Tại anh khôn lõi, vì anh muốn giấu em, rồi muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Lần này anh giỏi thật đó. Nhưng mà có chuyện này, anh không thể không công nhận mình giỏi. Anh lấy được bằng pha chế cà phê rồi đó. Chuyên nghiệp quá à. Sao chụp lén tôi chứ?
Văn Tiểu Bảo à, bây giờ Tiểu Bảo theo họ của anh rồi hay sao? Không phải hả? Anh cũng tự xưng ba với Tiểu Bảo rồi, dĩ nhiên theo họ anh rồi đó. Yeah. Nhìn kìa, họ cũng cười anh đó. Tại họ ganh tị anh thôi. Nè ông chủ, đói bụng quá rồi, khi nào mới được ăn vậy? Được, sẽ có liền. Nè, có chuyện nói giùm tôi đi. Nè, đi. Hôm nay mặc áo khoác da này nhìn đẹp lắm đó. Tôi biết mà, muốn mua lâu lắm rồi. Anh vẫn còn nhớ hồi đó mỗi khi em nhìn thấy áo khoác này em rất thích. Anh còn cho rằng mình hay, kể cho em nghe, áo khoác này chính là áo khoác kinh điển của giới mô tô. Anh còn nói sau này nếu như anh có tiền thì sẽ mua tặng nó cho em. Vậy hả? Tôi đã quên rồi. Anh còn tưởng em cố tình mặc cho anh coi nữa chứ. Ôi à, áo này do một người biết tôi rất thích nó, cố tình mua tặng cho tôi thôi. Đừng có suy nghĩ dẫn dơ nữa. Thay đồ xong rồi hả? Vanessa tặng cho con gói trà hoa đậu biếc đây nè, thử coi. Có ngon không? Thơm lắm, còn rất ngọt nữa. Con đâu có bỏ đường đâu. Cô đang nói ly trà sao? Cô đang nói con đó. Làm gì có. Cũng là việc tốt thôi. Đã lâu cô không thấy tâm trạng con tốt vậy rồi. Có phải vì Tần Vĩnh Hy không? Đâu có liên quan tới anh ấy, đã nói mới ăn cơm với Vanessa mà. Cô thì không cho rằng sau khi con gặp được bọn họ tâm trạng lại tốt vậy. Cô đoán nhất định là vì chuyện gì khác, nhất định liên quan đến Tần Vĩnh Hy đó. Thì chiếc áo khoác cô tặng con đó, hôm nay ảnh nhìn thấy con mặc, rồi sau đó tự mình liên tưởng ra vài chuyện. Cô cũng hiểu tại sao con lại thích áo khoác này như vậy rồi. Thì ra liên quan tới cậu ấy làm vật đính ước hả? Không phải. Nhưng ngày xưa là anh ấy dẫn con đi coi chiếc áo khoác này. Lúc đó anh ấy nói sau khi để dành đủ tiền sẽ mua tặng cho con. Vì vậy sau khi nhìn thấy con mặc cái áo khoác da này, cảm thấy con như con nhớ cậu ấy, cũng là điều bình thường thôi. Gì chứ, hình dáng này nè, những ai lái xe phân khối lớn đều rất là thích nó, rất nhiều người muốn có được nó. Chắc không. Thật ra thì con không cần nói với cô đâu, chỉ cần trong tim con cảm nhận được là được rồi. Con đi tắm. Nếu con nhìn thấy cậu ấy mà cảm thấy vui hơn. Không nghe thấy thì lấy cớ tìm cậu ấy nhiều vào. Mời anh uống nè. Sao cô biết tôi thích uống trà sữa vậy? Xem gì vậy? Sách cho người viết ứng dụng hả? Phải. Thật ra thì tôi thích chơi mô hình lắm. Vì vậy tôi thường lên mạng chia sẻ cách chơi của tôi. Sau đó phát hiện có rất nhiều dân mạng đều không biết ở đâu mua những công cụ tốt. Cho nên tôi muốn viết một ứng dụng để dân mạng có thể giao lưu trên mạng xã hội đó. Ừ, hay đó. Anh biết cách học từ bước cơ bản, có nền móng thì sẽ dễ học hơn rất nhiều. Ít ra có những thứ anh không để sơ sót. Nói chung là phải nhớ Motobo Size, Motobo Device, với lại Motobo Destiny. Gì mà Daddy, cô có thể đọc chậm một chút không? Ở nhà tôi có nhiều loại sách này lắm đó, tôi cho anh xem. Vậy tốt quá rồi, nhất định tôi sẽ xem hết, không làm cô thất vọng đâu. Ủa, có phải điện thoại của anh Nhân reo không? Anh đi đâu rồi? Anh Nhân ra ngoài rồi. Điện thoại mà cũng quên mang theo. Gần đây thỉnh thoảng anh Nhân hay quên này quên nọ lắm. Hình như là đang chuẩn bị làm một vụ lớn đó. Vậy hả? Sao anh biết? Lúc nãy tôi có nghe anh nói chuyện điện thoại. Anh nói chuyện điện thoại với ông Nhiếp rất là nhẹ nhàng. Vừa mới cấp máy thôi đã ba chân bốn cẳng chạy mất rồi. Đó cô nhìn đi, điện thoại cũng để quên luôn rồi kìa. Thằng nhóc này.
Sao nhiều chuyện quá vậy? Chuyện của anh Nhân có thể nói lung tung sao? Cổ đâu phải người lạ đâu, cổ là chị Tiếu mà. Nó không nói gì hết. Điện thoại của anh Nhân để quên ở đây rồi, có cần báo cho anh biết để anh khỏi lo lắng không? Để quên chỗ khác thì còn lo, chứ đây là địa bàn của chúng ta mà. Hơn nữa điện thoại của anh Nhân cũng có mật mã, cho dù có bị ai lấy được cũng không thể mở máy được đâu. Đoạn phim này cô xem đi xem lại nhiều lần rồi mà. Cô vẫn cho rằng cô đã nhìn sót chi tiết gì đó. Ê! Thấy rồi đó. Có nhớ mật mã mở khóa điện thoại của đối chính Nhân không? Nhớ kỹ nó, có khi sau này sẽ có cơ hội dùng đến. Nè Đông, chúng mày hai tên kia mà về đây, kêu đi ăn cơm chung nghe. Tôi xuống mua gói thuốc. Mấy giờ vậy? 7:30 đi, qua đối diện.